trường thôi. Trường. À trường, trường. Trường. Chip giới thiệu cùng luôn. Đây là con đường có rất nhiều người đi bộ. Không. Mình bây giờ mình sẽ đến cầu cọc 21. Đây. Cầu đẹp không? Cầu đẹp á. Có gì từng đi qua cầu này nhưng mà trước đây nó không phải như thế này đâu. Bây giờ hỏng rồi. Quay đi rồi. Ta đang trải qua thử thách vượt dốc. Một con dốc rất cao, không biết Chip và Ben có vượt qua được không? Em cái chỗ ngủ không? Đây là quang cảnh nhìn từ trên xuống dưới dốc. Rất đẹp. Đấy, nhìn thấy toàn thị trấn. Không biết Ben có vượt qua được không? Chip có vượt qua được không? Ben chắc sắp mệt rồi. Ngất xong ngất rồi. Đi được 30 phút mới đi được 1,7 cây. Trời ơi. 1,7 cây nhưng mà leo dốc thì nó gấp 3 lần. Núi ấp trong mây. Còn Ben Ten thì đã mệt quá. Chúng ta đã đi được 1,79 cây. Ben đã mỏi chân. Nhìn thấy toàn bộ Yên Châu. Đây là một cái nhà. Uống nước đi. Đây. Uống nước. Ăn ngồi chỗ này nữa.